Hơn 10 người đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công ở tại Aden của Yemen. Thưa quý vị, ít nhất 13 người được cho là đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác hiện đang bị thương tích nghiêm trọng sau màn tấn công đẫm máu nhắm mục tiêu vào phi trường chính ở tại thành phố Aden thuộc mạng Nam tại Yemen trong ngày thứ Tư 30 tháng 12. Sự việc xảy ra sau khi mà chiếc phi cơ chở theo tân nội các của Tổng thống Abd Manzer Hadi vừa hạ cánh xuống mặt đất. Một vụ nổ khác cũng đã làm rung chuyển dinh Tổng thống ở tại trung tâm Aden, buộc giới chức trách là phải ngay lập tức di tản Thủ tướng Ma'in Abdulmalik cũng như đại sứ Saudi ở tại Yemen. Một nguồn tin an ninh nói rằng do có nhiều người đang lâm vào tình trạng nguy kịch cho nên số người chết được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày sắp tới đây.